Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị mấy nghìn bột mì ha. Mì sau khi mình bẻ nhỏ, mình sẽ cho vào trong cái máy nghiền tự động ha, giúp nghiền cái mì thành bột mì dùng làm trong thực phẩm, tẩm ướp gia vị cho thực phẩm. Máy này nghiền tự động ha, nên người làm việc rất khỏe, chỉ cần đổ cái mì nguyên liệu vào trong cái máy sẽ tự động cấp vào trong cái đầu nghiền mì ra thành bột mì. Quá trình nghiền ha, để máy tự vận hành. Sau khi nghiền xong ha, mình sẽ tắt máy cho bột thành phẩm ra. Rồi. Bột mì thành phẩm chứa trong cái túi chứa liệu ha, chỉ cần mình đổ ra kiểm tra độ mịn của sản phẩm. Bột mì sau khi nghiền xong có độ mịn đạt yêu cầu của người sử dụng, độ mịn khá đều. Máy do Điện Cơ Xanh Việt Nam chế tạo.